Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc bị tước bỏ đặc quyền. Liệu đây có phải là chuyến đi nước ngoài cuối cùng hay không? Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi thăm viếng ở nước ngoài bằng chuyến bay thương mại, ông phải ngồi chung với thường dân được một số nhà đánh giá cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị tước bỏ mất đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia vì ông là một Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với gần hàng trăm triệu người dân. Và dù ông có thất sủng hay có tội, hiện nay ông vẫn là người đại diện cho nhà nước Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, và ông cần một sự tôn trọng như những người tiền nhiệm trước ông cũng được hưởng. Hiện nay, ông Phúc đang gặp sóng gió rất lớn cho chiếc ghế chủ tịch nước của ông. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 cận kề mà ông bị đẩy đi nước ngoài được xem như là có ai đó đang tìm mọi cách để hạn chế những tính toán của ông vậy. Giai đoạn gần ngày khai mạc rất quan trọng đối với các quan chức hàng đầu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu so sánh sự hợp lực giữa Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng và một mình ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì sức mạnh quá chênh lệch. Có thể nói cuộc chiến như vậy là không cân sức. Cho nên nhiều người đánh giá rằng nguy cơ mất ghế của ông Chủ tịch nước là khá cao. Có lẽ theo ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì chỉ cần ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoặc Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và trợ lý Chủ tịch nước Bùi Huy Hùng đi là đủ. Đám tang của Thủ tướng Nhật cũng chỉ là nghi thức ngoại giao mang tính chất thủ tục mà thôi. Tuy nhiên, theo chân ông Chủ tịch nước, có bên Ban Bí thư Tháp Tùng bao gồm Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn, ngoài ra còn có nhiều nhân vật bên chính phủ như Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Hồi. Đồng thời cũng có đại diện bên Quốc hội là Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Có người chỉ cho rằng những người tháp tùng ông Phúc sang Nhật không có ý nghĩa. Chính phủ Nhật cũng chỉ ghi nhận ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, còn những người kia là ai họ cũng không cần quan tâm. Vậy những người kia sang Nhật làm gì và lẽ nào lại đi chỉ để du lịch thôi hay sao? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc từng gần ông Nguyễn Tấn Dũng 10 năm trời. Cũng có thể những người đó sang Nhật du lịch và cũng có thể họ theo sát và giám sát ông Chủ tịch nước, bởi vì đã có thời gian khá dài ông Chủ tịch nước không bước chân được ra nước ngoài và người dân lại đồn ông bị quản thúc. Để xóa thông tin về quản thúc, có thể đảng cho ông Chủ tịch nước ra nước ngoài có sự giám sát hay chăng? Nếu ông Phúc bị đẩy ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước của Hội nghị Trung ương 6 thì điều này có nghĩa là sẽ cứu được sự nghiệp chính trị cho người khác. Trong đấu trường khốc liệt của hậu trường chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, thất bại của người này lại là thành công của người kia. Sự nghiệp của người này sụp đổ thì sự nghiệp của người khác lại được lên hương. Quy luật đối kháng trong chính trị nó thường như thế. Ông Nguyễn Xuân Phúc được nhiều người đánh giá là kẻ cơ hội chính trị bậc nhất của Đảng Cộng sản. Ông không trung thành với ai lâu dài và ông cũng nắm bắt thời cơ rất tốt. Ông được đánh giá là người thức thời. Ông cũng từng sát cánh với Nguyễn Tấn Dũng suốt 10 năm với 5 năm là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Lẽ ra ông phải gần ông Nguyễn Tấn Dũng hơn cả Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, vào năm 2016, ông thấy thế yếu của Dũng so với ông Tổng và ông đã lơ luôn để ông Dũng bị đẩy về vườn. Và đó cũng là cơ hội lớn để ông làm Thủ tướng thế chân Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh, giờ ông Nguyễn Tấn Dũng gần ông Phạm Minh Chính hơn rất nhiều. Với cách như vậy, khi lên Thủ tướng, ông chỉ trụ được có 5 năm và bị Phạm Minh Chính hất cẳng khỏi chiếc ghế Thủ tướng. Ông Chính có hậu thuẫn của ông Nguyễn Tấn Dũng. Với cách làm chính trị như vậy, nay ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trở nên chờ vờ và không biết còn có thể liên kết được với ai. Với tình thế cơ độc như hiện nay, có thể đây là chuyến đi cuối cùng của ông trên cương vị Chủ tịch nước nếu ông không trụ nổi qua Hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một vết nhơ khó rửa và số phận của ông Phạm Bình Minh. Vào ngày 7 tháng 4, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 23 phiếu chống, trong đó có Việt Nam, và 58 phiếu trắng. Việc bỏ phiếu chống này xem như Việt Nam ủng hộ hành động xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
đây là hành động ủng hộ tội ác trắng trợn, bị xã hội lên án nặng nề. Được biết trước đó có hai cuộc bỏ phiếu về Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Lần thứ nhì, Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Nói chung là hành động của Việt Nam là ủng hộ Nga xâm lược đất nước Ukraine có chủ quyền. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh phát biểu chống chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên vào ngày 24 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 17, thì chính ông lại lên án chiến tranh Ukraine. Hành động này cho thấy chính quyền Việt Nam rất lươn lẹo trước bạn bè quốc tế. Chính sách ngoại giao này sẽ bị dư luận trong nước và thế giới chỉ trích nặng nề. Kiểu ngoại giao cây tre của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra, giờ đây đã phơi ra cho thế giới thấy rằng đang là một chính sách đầy tính lươn lẹo của chính quyền độc tài. Người đại diện cho Đảng thực hiện chính sách này chính là ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh vốn là người dính tai tiếng trong nước về chuyến bay giải cứu trước đó. Và giờ đây, ông Phạm Bình Minh lại thực hiện một hành động không mấy tốt đẹp này. Xem ra, ông Phó Thủ tướng Thường trực này chuốc thêm những phiền phức không đáng có cho mình. Chuyện chính trường Việt Nam rất khó lường. Bất cứ một sai sót nào, dù cho là chính sách của Đảng hay lòng tham cá nhân, đều có thể trở thành chứng cứ để các bên mang ra đấu đá, triệt hạ lẫn nhau. Và việc thể hiện chính cách trở mặt trong quan hệ ngoại giao như thế này sẽ là một cái cớ của phía bên kia được đem ra sử dụng. Đây là hình ảnh trước đây Việt Nam đã từng ủng hộ Nga xâm lược đánh Ukraine. Theo Thời báo chấm D đã đưa tin, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng hết mọi công cụ để điều tra tiêu cực. Vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á đang được điều tra triệt lẻ và chất đầy trong kho hồ sơ. Việc của ông Trọng là muốn triệt ai thì sẽ lôi người đó ra để xử. Chính sách ngoại giao lật lọng này quả thật là một vết nhơ và nhiều người biết rằng đấy là chủ trương của Đảng, chủ trương của Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là chủ trương của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vì ông ta chỉ là một phát ngôn viên mà thôi. Chủ trương của Đảng nhưng người bị chỉ trích lại là ông Phạm Bình Minh, người đã nói ra điều đó. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao ông Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn không đi mà ông Phạm Bình Minh lại đi. Ông Bùi Thanh Sơn từng thay mặt ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Anh Quốc để viếng nữ Hoàng Anh, thì nay ông Bùi Thanh Sơn là người đại diện cho Việt Nam, phát biểu vẫn hợp lý và không cần phải ông Phạm Bình Minh thực hiện điều này. Thực hiện một nhiệm vụ mang lại tiếng thơm cho Đảng thì đấy là công lao, còn thực hiện một nhiệm vụ đáng xấu hổ thì đấy là một rủi ro lớn. Có thể nhiệm vụ này sẽ không sao đối với ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, nhưng trong tình hình loạn chuyện đấu đá tranh đoạt lẫn nhau trong Đảng Cộng sản trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp diễn ra, thì một vết gợn của ông Phạm Bình Minh cũng là một cái cớ để phe đối nghịch đem ra làm công cụ chính trị. Đây là hình ảnh ở trong nước thì ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đang vướng vào vụ chuyến bay giải cứu. Vào ngày 14 tháng 7, ông Phạm Bình Minh bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật khiển trách nhưng vẫn tại vị. Thế nhưng qua hơn 2 tháng đấu đá, giờ đây đang có thế lực muốn nâng mức kỷ luật lên thành thuyên chuyển chức vụ và nhường chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực cho người khác. Trong tình cảnh như vậy, người đẩy ông Phạm Bình Minh đi làm việc đáng xấu hổ thay vì để ông Bùi Thanh Sơn thực hiện thì đấy cũng là điều bất thường. Ông Phạm Bình Minh đang gặp sóng gió rất lớn, chỉ cần góp thêm chút gió nhẹ cũng có thể làm cho ghế Phó Thủ tướng Thường trực lung lay dữ dội hơn. Việc chống chèo là việc của ông Phạm Bình Minh, và chúng ta hãy chờ xem Hội nghị Trung ương 6 sẽ diễn ra như thế nào, mọi việc sẽ ngã ngũ ở đây.